Nhân đức thấy mình làm ông bà cha mẹ hay làm thầy, dạy cái việc mà lễ phép quan trọng lắm quý vị, rất quan trọng. Nếu như con người mà thiếu lễ phép là chắc chắn quý vị không bao giờ có duyên. Thì không có duyên sao có phước. Thí dụ như giờ quý vị đi đâu, quý vị đi đến nhà người ta, quý vị không biết chào hỏi là thấy quý vị tiêu rồi. Nghĩa là quý vị không có duyên, không có phước rồi. Mà nó mà cái mà ban đầu nó đã không có tình cảm rồi là về sau bị khó sống. Cái này là 100%. Nó giống nó không có cảm tình rồi là chịu thua. Cái sống trong cuộc đời này để ý rõ ràng. Cái cảm tình nó quan trọng lắm. Người ta mà cảm tình với mình rồi là dễ sống lắm. Tiện bề lắm, cái gì cũng làm dễ. Còn người ta đã không có cảm tình với mình rồi cái gì cũng khó. Hoàn toàn khó hết chứ. Mà khó làm sao thành công sự nghiệp trong cuộc đời này. Đã là người ta không có cảm tình với mình là mình chịu thua đi. Giống như giờ Phật tử mà nó không có cảm tình với Nhân Đức thì đố mà dám tổ chức chương trình lễ viếng Quan Âm 3 ngày. Tổ chức có ai đến lại đâu tổ chức. Mắc cỡ chết. Thấy không? Nó. Nên quý vị phải biết rằng là cái phát sinh được cái duyên và phước là từ nơi lễ kính, lễ phép, biết chào hỏi. Có nghĩa là mình làm cái gì mình biết thưa hỏi, đó là một điều quý lắm quý vị. Mà thưa hỏi đúng người nghe, không phải thưa hỏi tầm bậy đâu. Ví dụ mình phải biết cái đi đến nơi nào, cái cương vị người nào là người mình phải đến để thưa hỏi, người nào là người mình đến mình xin công việc, hoặc là mình hỏi việc mình phải nhìn ra cái người này là cái người mình hỏi mà họ đồng ý mà có tác dụng phụ hay không, mình mới chọn người mình hỏi cho nó chắc. Chứ mình hỏi cái người mà nó không có cương vị gì, nó cái mình làm mình cũng bị la lây. Tại vì mày hỏi sai, mày hỏi đúng người. Hiểu không? Đó, nên cái việc mà thưa hỏi quan trọng lắm. Nên chúng trong chùa mình hay Phật tử mà nghe công đoạn này nhớ. Đi đâu cũng vậy, phải lễ phép là hàng đầu. Cái đó là cái nhịp cầu mà bước qua đến với con người quý vị. Con người mà không có lễ phép rồi là thua quý vị ơi. Người mà không có lễ phép là chịu thua đi 100% luôn, thấy rõ ràng luôn. Thí dụ như Hòa Thượng ngày gầy ở bên kia mà Nhẫn Đức nhắc cũng đúng. Chạy xe mà Hòa Thượng mà ngồi đó chạy ngang cái dù phát tay cười với Hòa Thượng, Thượng la cho một chập. Đúng là dừng lại xuống chào Hòa Thượng cái mình tiếp tục lên xe mình đi. Nghĩa là Hòa Thượng dạy cho mình là để lễ phép lễ kính đó quý vị. Nên từ nơi đó mà phải tập vậy đó. Mình phải tập. Cái này là cái quan trọng lắm quý vị ơi. Đừng có nói giờ niệm Phật giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh rồi bỏ hết trơn mấy cái thứ đó luôn. Vậy thì thua rồi. Sau này con cháu của mình hay là học trò mình nó đi đến nơi khác, nó bị người ta giật te tua luôn. Tại vì sao? Vì nó không có lễ phép, không biết cái trên người dưới gì chứ, nó không biết gì chứ á. Vì sao nó sống nổi đây? Đó. Nên ở dưới quê miền Tây á, thường Nhân Đức lúc còn nhỏ nhỏ gặp mấy ông già đều ngồi trong nhà mắc cự, mình để ý rõ ràng luôn. Khi mà người chạy xe qua lợ, tại thường là nhà ta cắt kế cái đường đi, khi chạy xe ngang mà gặp ngồi trong nhà, ba chào anh. Ủa anh hai, ghé uống ly nước trà đi. Bận quá trời bận, anh ghé uống ly nước trà đi anh đi. Bận gì bận, uống ly nước trà có bao nhiêu thời gian đâu, vô đây. Được, ghé uống ly. Thôi gì đi liền ngay vô trọng. Bữa nay tôi làm cái đám cỏ này cho nó xong chứ nếu không mà trễ mà cỏ nó ăn hết chừng lúa. Bữa nào đi anh em gặp ngồi lâu hơn nghe. Thôi này uống ly nước trà với anh. Được rồi, đi. Đi. Bữa nào ghé chờ lâu một chút nghe. Nghĩa là tình làng nghỉ sớm quý vị. Nó gọi là một lời chào cao mâm cổ. Nghĩa là từ khi còn nhỏ mình thấy cái gì đến cỡ nào cỡ, nhưng mà đi đâu thì miệng mồm cũng nhanh lẹ vậy. Đi đâu gặp người biết chào hỏi đầu tiếng, đầu biết nhảy bén. Cái đó là cái phép mà con người mà đến với nhau quý vị, nó gần gũi nha. Cái con người mà ta nhiều bạn hay không là cũng do cái miệng vui vẻ. Con người mà không có một đứa bạn nào chơi với mình nhưng là cũng do cái miệng mình mà ra. Chứ thêm nữa mình nói chuyện dù xấu xấu mà nói chuyện cho nó có duyên thì nó mới có bạn.
Chứ nó vô duyên nói chuyện ai mà chơi với mình. Ví dụ như người ta đang ngồi, ta cười ha 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 cái mặt mình, làm ai cũng mắc hứng hết trơn, mình tiêu rồi, mình vô duyên rồi. Quý vị nhớ nè, cái người mà tu tịnh độ mà vô duyên là khó thành tụ con đường giảng sanh lắm. Cái người niệm Phật, quý vị coi Đức Phật A Di Đà, cái duyên của Ngài, mười phương chư Phật đều tán thán hết trơn là duyên dày quá. Còn mình niệm A Di Đà Phật mà sao cái duyên mình nó vô duyên kỳ cục. Vô duyên là gì? Vô duyên là không có duyên. Đã là không có duyên thì ai thích mình đây? Vị nhớ kỹ nghe, dù xấu đẹp gì không biết, nhưng mà cái quan trọng mà có duyên là đạt. Cái người này thiệt là xấu luôn mà có duyên là họ chiếm ưu thế 70%. Còn cái người này thiệt là đẹp như hoa hậu luôn mà vô duyên là mất 70%. Chắc chắn quý vị luôn. Như những đức mà được quý Phật tử thích là ngay chỗ nào có duyên. Nó rõ ra là có duyên. Đâu đẹp đẽ gì đâu, mà có duyên thôi, người ta thương thôi. Thấy không? Quý vị biết là những đức đã hiểu nguyên lý này nên mỗi ngày những đức tu duyên đồ mạnh lắm. Giờ mà nói mà những đức nắm bắt được cái cơ hội mà mạng internet này nó phát triển, những đức nói mỗi ngày đứa rảnh ngồi ghế, nó đang tự nhiên nghĩ được cái câu hay, cũng kêu chú Tâm Duyên cầm điện thoại qua giảng pháp liền, ngồi ngay cái ghế bận quần đùi làm liền. Hỏi ủa thầy sao bận quần dài vô, bận quần dài nó quên câu đó, cái câu này bận quần đùi mới nhớ. Hiểu không? Thấy không? Nghĩa là ý nói là vừa nhớ là nói liền, để em thôi bỏ qua nó quên. Như Bác Hồ năm xưa bằng đêm ngủ mà tự nhiên á đang nằm vậy mà nhớ cái câu nào hay hay là Bác Hồ bật đèn lên viết cái câu lại liền, không có để tới sáng gì, để tới sáng sợ quên. Nó thấy không? Nên từ nơi đó học tập á mà siêng vậy đó thì nó mới giỏi. Nên nó một ngày những đức bao nhiêu buổi dài ngắn cục gì tùm lum tùm la tứ tung lang tang trên mạng, nên người ta coi người ta được lợi ích. Như hồi nãy gặp mấy cô có nói chuyện được mười mấy phút, vừa nhắc mấy cô mà lại vừa nhắc người ta. Trong thời gian chờ đợi mấy cô 10 phút không để mất thời gian, kêu chú Tâm Nhiên bấm lên trực tiếp liền, bấm lên cái cũng được 700-800 người vô coi. Nó thấy chưa? Thì thấy mình nắm bắt cái cơ hội mình đang có duyên thì mình phát triển duyên luôn. Chứ mình đang có duyên mà mình không phát triển, mai mốt nó hết duyên, muốn làm không được. Nên cái cõi đời này có duyên rồi hết duyên, có phước rồi hết phước, nên phải nắm bắt cơ hội lúc có duyên có phước để cố gắng mà làm việc cho chúng sanh. Nghe không? Này là cái quan trọng lắm quý vị ơi. Không phải mà nói chuyện cái là người ta nghe đâu chợ. Nhiều người mà nói chuyện khô của họng người ta cũng không nghe nữa. Không có duyên có phước sao người ta nghe. Nó nên những đức nói là phải tu duyên tu phước quý vị ô. Cái tu duyên tu phước thôi. À, mình phải là biết chào hỏi, gặp người niềm nở. Có tốn tiền bạc gì đâu. Hiểu không? À, nên ví dụ như mà nhà hàng quán ăn rồi ta cho tiếp tăng đi, người ta lựa cái người vui vẻ niềm nở chứ ai mà lựa cái mặt cái bà buồn yêu. Cho là trời lựa tiếp tăng mà đưa ra nhà hàng quán ăn đồ ngay chăng chú cái cổng chính mà bạn ngồi mà giống như cha mẹ mới chết thì thôi chịu tu. Con người mình dù là cha mẹ mới chết đi chăng nữa nhưng công việc vẫn là phải công việc à. Cái nỗi buồn gì gói gọn để ở phía sau. Còn cái việc là đối nhân xử thế, đối người tiếp vật phải là đưa phía trước giải quyết vấn đề. Chứ không phải là nỗi buồn đó mà làm tổn hại cái việc của mình đang sống, đang làm đâu. Mình buồn là buồn chứ không có đem cái buồn mình để đẩy cho người khác. Con người sống cái gì ra nấy rõ ràng thì duyên phước mình mới dày. Nhớ kỹ. Nên người ta mà nói không, ở ngoài đời người ta còn chọn tiếp tăng mặt mày phải vui vẻ, dáng dốc và nhạy bén. Chứ ai mà lựa cái bà mà cái mặt mà khách hàng người ta vừa bước vô, người ta định vô cái nhà hàng quán ăn ăn, vừa bước vô nó bước lại nó gặp chào quý khách. Trời ơi, bước ra một cái mà nhìn thấy một cái là ủa mày sao nào dẫn lại quán ăn này, quán này ngon lắm mày, tao thấy không ngon à. Bước vô mà tao thấy nhỏ tiếp tăng này tao thấy mày không ngon. Cái ông chủ này tao thấy thiếu góc độ. Thiếu góc độ mà chọn nhỏ tiếp tăng mà gương mặt này đứng đây nó ngồi đây. Bước vô mày nghe tiếng chào nó chưa?
Nà, cái tiếng nói cũng là duyên phước sanh ra. Cái tiếng nói gì rồ rề nghe thấy gớp. Vừa mình mà vừa bước vô mà hình như nhát ma mình vậy. Chào quý khách. Quý vị đến một cái khu nào đi đêm hôm đi mà quý vị nghe cái tiếng mà kêu mà chào vậy thôi người ta sợ hết hồn. Mình đi ngang đâu đi, hồi khỏi nói đâu, trong chùa mình đi ngang cái dãy nhà nào hay đi ngang cái khu vệ sinh gì, mình vừa đi ngang cái mình nghe trong nó kêu ra chào quý khách hoặc là chào quý Phật tử, mình nghe cái mình gút chân mình lo mình chạy, tội là tội cái tiếng kêu gì. Thấy không? Đó, cái tiếng nó quan trọng lắm quý vị. Ma gì mà ma, chứ bây giờ Như Đức là ma đi mà Như Đức gặp quý vị, Như Đức nói nè, chào quý vị. Nó, chào. Chào ơ ma. Ông ma gì mà nói chuyện cái tiếng gì đâu mà không giống ma chút nào chứ anh chợ. Nó thấy không? Còn mình là người mà nó rồ rề. Người ta nghe người ta cũng thấy giống ma. Hiểu chưa? Nên cái việc mà chào hỏi là cái cực kỳ quan trọng. Nên mình làm ông bà cha mẹ dạy con cháu, cái duyên khởi đầu để phát triển đó là gì? Chào hỏi niềm nở. Này là cái quan trọng lắm nha quý vị. Nên cái lời chào, lời hỏi nó đâu có tốn tiền đâu quý vị. Nó gây ra một cái thiện duyên, một cái tình cảm giữa con người đến với con người với nhau. Đó. Nên cái gì mình không hiểu mình hỏi đại một tiếng đi cho nó chắc. Có gì người ta cũng đâu có thừa mình. Nghe không? Mắc cỡ gì kỳ cục vậy? Người xưa ta nói dám ăn, dám nói, dám gói, dám xách về nhà. Nó, có nhiều người mình gặp mắc cỡ chứ không phải là không muốn chào hỏi mà mắc cỡ. Chứ nó quen tặc luôn quý vị. Nên một là như vậy, còn hai là cái nhân duyên mà người mình muốn chào hỏi. Với mình hai người nó cũng không có duyên đặc biệt với nhau. Muốn chào hỏi mà chào hỏi không có được quý vị ơi. Nó phải nhớ kỹ, nhưng mà bản thân của mình tu hành phải nhớ cái duyên, cái nghiệp đó, để bản thân của mình phát triển lại. Đừng có để nó ù luôn, nó thua luôn. Mình phải phát triển lại. Người ta không phát triển kệ người ta, mình phải phát triển. Tại vì cái cương vị của mình nó thấp hơn người ta nên mình hỏi đại một tiếng, để sau này mình phát triển cái duyên của mình. Còn cái duyên của người ta là người ta không trồng được cái nhân này, nên không ai thích chào hỏi người ta. Nhưng mà riêng mình cái cương vị mình thấp hơn người ta, nên thôi mình chào hỏi đại, để mà mình phát triển duyên của mình. Đừng có để duyên của mình nó ù luôn, nó tối luôn, hiểu chưa? Đơn giản thôi, một đứa con nít mà Nhân Đức qua, mà Nhân Đức đi giảng pháp nghe, mà nó đứng nó chào, nó gặp nó kêu thầy, thầy. Con nít thôi mà mình gặp cái là mình quay là mình nhìn nó liền, trong bụng mình nghe mình vừa đi mình nói nguyện Tam Bảo gia hộ cho đứa bé này duyên phước phát triển, sức khỏe, thông minh. Vừa chào mình thôi, mình đi dọc đường mình cầu nguyện cho nó. Tại vì sao? Chứ con nít mà nói vậy là quá đặc biệt rồi. Nó còn có nhiều bà mình qua mình giảng mà nhiều bà dưới quê đồ lên, mình đi ngang, bà ngồi trên ghế, bà kéo cái quần bà lên, bà đưa cái chân ra. Đây là 100% mới chủ nhật nè. Nên cái người mà mình khi thầy qua mình quan sát tình cảnh, người vậy đó mà đặc biệt thông minh. Quan sát tình cảnh là coi có những người nào ngồi trước mặt thầy, hoặc đứng trước mặt thầy, hoặc có những thành phần không ổn định không. Mình dọn trước vị trí đó để cho ông thầy đi qua. Hiểu không? Đó là người đặc biệt tạo duyên phước cho mình đó quý vị. Thông minh á. Nên con người mình quý vị nhớ rằng sống trong cuộc đời này làm cái gì cũng phải phát huy chứ. Không có dẫm chân một chỗ được. Trời ơi, tôi chia sẻ Phật pháp mà tôi muôn biến dạng quá. Ngày nào ta cũng nghe được hết chứ. Chứ gặp mà tôi chia sẻ Phật pháp mà chết cứng con chỗ ai nghe chợ. Nên con người mình sống làm ăn làm việc tu hành, cái gì nó cũng phải phát huy, cái gì nó cũng phải là làm sao nó thay đổi mới mẻ cho người ta thấy đặc biệt. Cái gốc là phải duy trì, nhưng cái cành lá nó phải có sự mới mẻ thay đổi. Giống như hôm nay chúng ta bận áo xanh, ngày mai chúng ta bận áo vàng, ngày mốt chúng ta bận áo đỏ, đó là cành lá hoa quả. Còn cái gốc của chúng ta là đạo đức phải duy trì. Phật pháp nó hay ghê không? Ví dụ như mình làm vợ người ta, ngày nay mình bận áo vàng, ngày mai mình đi chúng ta bận áo trắng, ngày mốt mình bận áo đen. Chồng nó thấy vợ này công nhận biết diện được á nha. Gặp mà vợ ngày nào nó cũng đi ra ngoài nó bận bộ đồ áo trắng không, viết mà nó thành thương hiệu luôn. Thương hiệu gì?
ma áo trắng, ta xanh mặt xanh mày với nó luôn, thấy chưa? Đó, cành lá hoa quả nó phải có sự thay đổi, vị thấy không? Cái cây mà lâu lâu nó còn thay lá mà không chỉ có người. Nhưng cái gốc cây có ai chặt nó không? Không. Nhưng lá cây phải thay. Vì trong chùa vị thấy cây sa la không? Lâu lâu nó thay toàn bộ lá hết trơn, rồi nó mọc lại lá mới hết. Rồi thời gian sau nó thay lá hết, rồi nó mọc lại lá mới. Nên con người sống trong cuộc đời, cái hình tướng bên ngoài là muôn biến dạng hóa, nhưng mình phải có trí tuệ kìa mới muôn biến dạng hóa phù hợp. Nên cần phải học là như vậy. Còn cái gốc của đạo đức thì phải cần gầy dựng cho chắc. Cũng như những đức là niệm Phật mười mấy năm là niệm Phật không à, nhưng mà cái việc chia sẻ Phật Pháp, cái việc mà nhắc nhở người, khuyên người, nó muôn biến dạng hóa nằm bên trong. Nên bao nhiêu cái dạng con người đều nghe được. Thiện chí thức cũng được, ông chạy xích lô cũng được, ông chạy xe ôm cũng được, ông nhậu nhẹt cũng được. Các vị biết cái lượng Phật tử mà nghe những đức giảng là đa dạng con người đều nghe được hết chứ. Tại vì cái cách nói chuyện những đức nó muôn biến dạng hóa nằm bên trong. Nội mà những đức nói gì thôi hàng chí thức nghe cũng chấp nhận nữa. Tại vì nó là cái sự mà gọi là chuyển biến từng sát na, đúng với cái tư tưởng thời đại rồi. Còn cái gốc là phải duy trì. Cái gốc mình bứng lên luôn nó chết cái gốc. Ở cành lá hoa quả sao thay. Nên con người cái gốc phải cho tốt. Còn cành lá hoa quả thì cứ thay đổi, miễn sao phù hợp thì nó hay. Nên thí dụ như có nhiều người hỏi thầy ơi, cái chương trình lễ giờ giấc làm sao để thầy báo cho con biết để con kêu đồ phóng sanh thí thực. Như Đức nói, cô cứ biết rằng là 3 buổi 4 buổi đó là như vậy đi. Còn cái việc cô hỏi những đức là thời gian, làm sao những đức biết được? Tại vì khi lên trên nói chuyện thì cái lúc này mình nói chuyện, mình nhìn người ta đang phái, nghe thích thì mình nói thêm chút. Mình nhìn xuống mình thấy nó mệt mỏi quá thì rút gọn. Tùy theo cái hoàn cảnh mà để chuyển biến. Bà hỏi tôi thời gian, tôi nói đúng thời gian. Rồi cuối cùng tới giờ đó bà mới đem chim, đem cò đến. Cuối cùng là tôi ra bóng xanh sớm. Tôi nói bà sao được. Tôi nói bà nói rằng thầy nói giờ đó nên giờ đó mới có. Nên tôi nói rằng là muôn biến dạng hóa, bà chỉ cần biết 3 buổi đó là như vậy, bà mới chuẩn bị trước cho người ta đi thì đúng. Đúng không? Nó quý vị thấy không, cái hướng dẫn nó rộng rãi ghê. Nghe mà hiểu được thì quá đặc biệt luôn. Nó nên trong cuộc đời mình làm vợ, làm chồng, làm con đều muôn biến dạng hóa. Đừng có chết cứng văn tự, miễn làm sao phù hợp văn tự vào hoàn cảnh là quý vị trở thành người trí tuệ à. Còn nếu như đưa văn tự ra mà không phù hợp là thất bại, là sai. Ví dụ những đức bây giờ không có nhậu, không có uống bia gì, nhưng mà lâu lâu tự nhiên gặp bạn bè nó nhậu, ngày xưa nó nhậu lê lết. Bữa nay mình đi ngang đoạn đường nó gặp mình, nó kêu Hiên, trời ồ, ồ lâu ngày không gặp. Bữa nay sao đầu chọc lóc đi ông nội. Gặp mấy bạn bè nhậu ngày xưa nó nói chuyện ngộ lắm. Bữa nay sao đầu chọc lóc đi ông nội. Nó tờ làm ăn có được cái gì, giết cạo đầu phức cái rồi. Vì thời gian làm ăn bây giờ khó khăn quá, kinh tế khó khăn. Có tóc thì phải gọi đầu, mà tiền đâu mua xà bông đấy. Nên thấy vậy gọi cạo cái đầu phức cho nó rồi, để khỏi tốn tiền mua xà bông vậy thôi. Này, ra vô đây uống ly bia đi quê. Này, bỏ lâu rồi. Vì làm ăn quá được, bia bọt đâu mà uống, nên tiệc bia luôn. Thôi, bây giờ mờ uống nửa ly được không? Nửa ly thì được thôi, tình nghĩa với anh em. Cùng cái uống nửa ly, uống xong thôi chào anh em nghe, có dịp lại chùa gặp. Thấy chưa? Nó muôn biến dạng hóa, vậy thấy không? Có cơ hội độ người ta được thì mình làm nửa ly có gì đâu. Còn nếu không nữa, mô Phật. Giờ tu hành rồi, mô Phật, mô Phật. Vậy thì mình đố mà độ được ai á? Thấy không? Mình ngày xưa mình chưa tu, mình cũng như người ta ngồi ăn nhậu rồi rượu chè thịt thà tùm lum. Bây giờ mình tu mình được ăn chay, thì bây giờ mình đừng có chê trách người ta. Mình được gặp Phật Pháp mình mới được gì. Nên bây giờ bản thân mình phải làm sao hạ xuống chút để cho người ta bước lên mình. Đó mới cái tâm lượng lớn nha quý vị. Nên tu hành muôn biến dạng hóa phù hợp hoàn cảnh nhân duyên. Cái này cũng không dễ đâu, nhưng cố gắng tu đi. Cái đặc biệt của quý vị là biết chào hỏi, lễ phép. Cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn, phải gầy dựng đó. Không gầy dựng chỗ này là hoàn toàn thất bại. Nên con người mình sống trong cuộc đời này, mình biết chọn người mình đi theo kìa. Trời ơi. Nên mấy đứa nhỏ này những đức dạy nó kỹ lắm, mà nó lãnh ngộ được bao nhiêu thì kể nó. Nếu mà nó biết nghe lời những đức mà nó học theo thì đúng là đặc biệt chứ lắm.
Cuộc đời nó quá đặc biệt luôn, nó thiệt luôn á. Trời ơi, một con người mà có thể lo cho mấy ngàn con người, làm bao nhiêu chương trình lễ bị hởm nó về, nó chạy tới chạy lui, sắp này sắp cái nọ sắp cái kia, mà bây giờ nó vô chương trình hoàn toàn, quý vị, nó không đơn giản đó quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà muôn biến dạng hóa trong công việc làm, điều chỉnh với hởm á, định sắp xếp hộp cơm, phát cơm ở ngay Đài Quan Âm, về ngồi suy nghĩ lại Đài Quan Âm phát không phù hợp, thôi quy về một chỗ nhà ăn là chắc nhất, để nắm rõ được tình thế, nắm rõ được cơm nước thiếu làm sao, dư làm sao, để mà phát triển ra cho phù hợp. Nó nên có nghĩa là tính tớ, tính lui, tính xuôi, tính ngược, tính làm sao mà phù hợp đúng địa điểm của nó. Chứ đâu có đơn giản, đâu phải là chết cứng đâu chợ. Nó nên mình làm cái gì mình cũng phải tính toán cho nó kỹ. Đó là cái việc thế gian mình sống, mình phải phù hợp đó quý vị. Nó vì bữa nay là lễ lọc người ta về y y bên kia bệnh. Hồi sáng Đức chạy qua bên kia, động viên ở bên chùa mới một cái. Khi mà ban tổ chức ta làm việc mà mình động viên người ta một cái, người ta hừng hực cái tâm ta làm, nó không phải giỡn đó quý vị ơi. Nó rồi nói chuyện vui vẻ động viên người ta, nên ta làm ta không biết mệt. Chứ ngoài ra mà rồi người ta làm mà bỏ đại bỏ càng, người ta làm đâu có nổi đâu quý vị. Mà quý vị biết rằng người ta về chùa mà người ta cúng dường mà được một chút cũng do cái đại chúng chùa. Một là gương mặt ai cũng vui, phục vụ nhiệt tình thì cúng dường nhiều một chút. Còn vô trong nhà bếp mà phục vụ cơm nè, đông mì gì ra ngoài ăn đi cho người ta khỏe một chút, tu hành gì mà làm phiền quá trời. Kiểu đó nó thôi, tao dự định đi vô chùa tao cúng 5 triệu, nghe tao gặp mày một cái tao cúng 5 ngàn. Cho mày đói mèo luôn cho mày biết. Hiểu không? Cái vị biết rằng tại sao nhà hàng mà người ta bán mắc dữ vậy? Tại vì cái ban phục vụ của nhà hàng người ta được rèn luyện qua cái nghiệp vụ làm việc. Người ta được rèn luyện. Rồi người ta đứng, người ta thẳng lưng nữa. Thấy không? Mà tao quan sát đồ ha. Khách vừa bước vô người ta đến người ta chào, chào quý khách. Quý khách cần gì? Có đặt bàn chưa? Mời quý khách ngồi. Trong vài phút nữa sẽ lên món ăn nha. Nói chuyện ngọt ngào đồ đàng hoàng. Ban phục vụ người ta lịch sự đàng hoàng phải không? Khi lỡ người ta lau bàn hoặc là gì là cái góc độ lau người ta nó đàng hoàng lắm. Nhẹ nhàng lắm. Khi ta tém đồ ăn dư, đồ ăn mà gọi là rớt ra bàn đồ ta cũng khéo léo lắm. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cái phục vụ người ta là được rèn luyện, được dạy. Chứ không phải chuyện giỡn, bận đồ lịch sự, thấy không? Tướng tá đồ phong độ, mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng. Quý vị biết rằng có những nhà hàng mà gọi là nhà hàng sinh đôi á, ta phải lựa cạch giống nhau vậy đó. Phục vụ á, lựa cạch giống hịch, gọi là nhà hàng sinh đôi á, biết chưa? Là người giống hịch, cặp sinh đôi nhau vậy đó. Nó lùn là lùn hết trơn cặp đó. Cao là cao một cặp đó, mặt sao là cặp đó giống hịch, gọi là nhà hàng sinh đôi. Chứ gặp mà nói xà nhà hàng sinh đôi mà đương thằng mập lù, thằng ốm nhơm vô đi chung. Trời trời xin lo đôi gì mình nó khác nhau dữ cái trận. Thằng mập lù, thằng ốm nhơm, thấy chưa? Nó đó, cái phục vụ người ta đạt nên người ta bắn mắt. Bắn mắt cái gì? Phục vụ. Thì bây giờ trí thức người ta bước vô được phục vụ, tiếp đãi đàng hoàng, thì đó là năng người ta lên cái sự tôn trọng. Còn bị ra quán cốc nấu ăn không có thua nhà hàng đâu. Nhưng mà bán rẻ là vì sao? Vì không biết phục vụ. Ngồi ngay cái đường đi, ngồi cái ghế mũ, dù đồ ăn đưa lên ngon, nhưng mà cái phong cách và cái nơi ngồi, cái nơi mà đang ăn, nó làm cho người ta hạ người ta xuống. Nên từ nơi đó mà bán rẻ. Còn nhà hàng nấu không đến nỗi ngon, nhưng mà do cái phục vụ và trang trí, từ một cái màu sắc của người ta, nhà hàng người ta cũng phải trang trí nó phối màu cho đẹp, thì bước vô nó trang nhã, khỏe mắt, nhẹ nhàng. Và người ta lựa một cái điệu nhạc gì du dương, tan 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 tan. Hiểu chưa? Mình, ví dụ như mình là tiếng tăng thì mình đưa một người nghe, có một người vui vui vừa bước vô chào quý khách, tan tan tan, ý đó là mời vô đó. Vì coi từ cái phục vụ quá nhiệt tình vậy mà bán đồ mắc, chứ đồ ăn nhà hàng có chút tí tí à. Nên toàn là người trí thức, người có phong cách không à. Nên một chút xíu xíu đồ ăn, nhưng mà không ai ăn hết. Vì sao? Vì ăn hết sợ người ta cười, mày bộ ham ăn hốt uống sao mà mày ăn dữ vậy. Thấy không? Ngày xưa tôi ăn nè như hạm vậy đó. Một cây kem mới lớn tôi bỏ vô miệng tôi nuốt trọng, tại cái miệng tôi nó to quá.
miệng tôi nó bự, nó khác người ta. Nhưng mà tôi ăn cái kem vậy là tôi ăn ngay cái quán kem cốc á, cái quán bán cốc mà có cái bán kem gọi là kem cốc. Tôi kêu cái kem ra thì cái đó là quán cốc. Quán tầm thường thì tôi cầm nguyên cái kem tôi bỏ vô miệng tôi nhai tôi nuốt trọng luôn, tại vì cái này là cái nơi ăn tự nhiên. Còn khi mà tôi lâu lâu tôi dẫn bạn gái đồ đi đến cái quán mà gọi là kem bạch đằng đồ ăn, lâu lâu dẫn đi lỡ ăn một bữa cái tiền đâu ăn hoài. Hiểu chưa? Nó ví dụ như bây giờ mình chọc cái con nhỏ nó bán vỉa hè thì mình dẫn nó lỡ quán cốc, mình chọc con nhỏ này đi ăn đi học lịch sự một chút thì mình dẫn lỡ quán kem bạch đằng, cũng đi dành tiền thấy mồ luôn mới dẫn được quán kem bạch đằng. Lỡ đó ăn thấy kem bạch đằng thèm muốn chết nhưng mà đâu có dám ăn, tại vì ta người lịch sự, mình phải ngồi ăn thì lịch sự giống người ta, nhìn xung quanh ta ăn sao, ta ăn ta gác chân đồ, ta nhịp chân đồ, ta phong độ, còn mình không lẽ mình ngồi nhìn mình nó kỳ cục, nó không giống người ta nên mình phải giống người ta. Nên cuối cùng mình cầm ly kem lên mình dít có chút tí à, mình bỏ vô miệng mình liếm một cái thôi, ăn cái kiểu như ra vẻ mình là sang trọng ăn nhiều đồ ăn này rồi chứ không phải là thèm, không ra vẻ chứ thật sự thèm muốn chảy nước miếng. Ao tôi nói là tôi nói thật lòng rồi đó, nó thật lòng quá là vậy, quá kỹ luôn rồi đó nghe. Nên nơi nào ăn uống phù hợp nơi đó. Ví dụ như mình ăn với Phật tử bình thường thì mình ăn kịch liệt, mình ăn với ông Hòa Thượng mình phải khác chứ. Trời ơi, mình ngồi với Hòa Thượng ăn mình phải cung kính Hòa Thượng, mình ăn từ từ. Chứ bây giờ Hòa Thượng chưa ăn mình gấp tá lả ở bên mình gom vô chén và chê Hòa Thượng nó dùng cái thứ mày là cái thứ gì đâu mà không có lễ phép, không có hoài nghi chứ mày. Mày ngồi với tao mà mày ăn cái gì mà ăn giả mang gì, chưa gấp miếng đồ ăn mà đã gấp hết trơn cái dĩa. Thằng gì đâu ăn vậy mà trên đầu trên cổ ăn xuống. Hòa Thượng chữ cho ăn chập. Ý tôi nói câu Hòa Thượng chứ không phải là Hòa Thượng mình nghe. Nói là quý vị ngồi ăn với một vị Hòa Thượng nào đó, vị Thượng Tọa nào đó, bản thân mình phải có một cái phong cách gì mình ngồi mình ăn. Dù là lúc bình thường mình ăn á, tự nhiên, nhưng mà đã ngồi với những bậc cấp cao, những người lớn thì mình phải ăn cho nó đàng hoàng. Từ cái gấp của mình quan sát thử coi người ta ăn thì sao, chứ nhào vô mình ăn đại, mình ăn bậy bạ mình gấp bậy thì sao. Mình để từ từ, nó từ từ bước vô Hòa Thượng đồ chưa ăn chứ, mà mình đói khát mình thèm đồ này kia quá trời, hiểu không? Mình đói khát mình thèm đồ này nọ thì bắt đầu là sao? Mình hỏi: dạ thưa Hòa Thượng, con mời Hòa Thượng ăn, con mời Hòa Thượng dùng. Hòa Thượng dùng trước con mới dám dùng Hòa Thượng ơi, thấy không? Đó, phải vậy đó, chứ không phải mà nhào vô một cái cái chén được rồi tôi gấp gấp rồi. Hòa Thượng quan sát không nhìn mình tiêu rồi, cái thằng này không được dùng cái thứ ăn uống gì, ăn trên đầu trên cổ ta ăn suốt. Nó nghe chưa, nghe để mà biết áp dụng. Dù là ở nhà mình thoải mái tùy tiện nhưng mà đi đâu phải có góc độ, thấy không? Cái âm thanh nãy nó được rồi, để y thinh đi. Quan trọng là tôi giảng nè, miễn ta giảng được thì thôi, ta giảng được chính làm gì chợ, thấy không? Đó. Nên á, mỗi một con người mình á phải nhớ, mình nhớ được vậy thì cái góc độ mình lễ phép hay lắm quý vị. Lễ phép mà đúng nơi đúng chỗ. Còn bây giờ mình lễ kính, mình gặp ai mình cũng lễ kính chứ, mấy đứa nhỏ sao nó dám ăn. Mình lớn hơn nó, mình phải làm sao mình trải lòng với nó để cho nhỏ nó được ăn thì nó nói công nhận ông thầy này ngon nghe, khoái ông thầy này đó. Nhưng mà mình gặp cái người Hòa Thượng lớn hơn nữa thì mình phải đối đãi bằng một cái tầng cấp lớn, thì bản thân mình phải nghiêm túc đem cái lễ ra để đến. Còn dưới đứa quá nhỏ thì bản thân mình lớn, mình hãy hạ xuống để cho đứa nhỏ nó được thoải mái một chút, để nó thích mình. Nó thích rồi mình mới dạy nó. Nó thích mình rồi mình mới dạy nó, hiểu không? Còn mình là người nhỏ gặp người lớn thì mình phải lễ kính, tại mình nhỏ với người lớn mình phải lễ kính. Dù người lớn người ta rất hạ mình, nhưng mình là con nít mình phải hạ xuống để mình lễ kính thì mình mới có phước duyên. Những cái cách dạy này mấy vị mà tiếp nhận được thì thôi, những đức nói quý vị là số 1 trong cuộc đời này luôn. Lối sống quý vị là số 1 trong cuộc đời này luôn rồi đó, hiểu không? Nên ví dụ như đức chơi với mấy cô mà những đức không hạ xuống sao nó dám chơi với những đức. Nó vui vẻ nó ở trong chùa nó mà phục vụ mấy bà già. Nhưng mà thầy ổng hạ mình xuống ổng chơi chung với mình, nhưng mình phải luôn luôn cung kính mình mới học được đạo. Nó học được đạo. Hồi nãy có những đức nói chuyện, có ông bà đang ngồi bà đứng lên bà đi,
Mấy bà trong chùa, nhà Đức nói liên nhãn cấm tuyệt đối từ hôm nay không cho lên hộp, không cho ngày chủ nhật, cũng không cho vô buổi nào hết, để cho tất cả các cô nhận thức, thấy chưa? Tại vì sao? Cái duyên thiếu từ đó tới giờ mà còn tự làm mình hết duyên. Mà cái người mà vô duyên nha quý vị, họ mà đi đâu mà họ bước vô cái là nó làm cho từ trường người ta bị loạn à. Cái này là 100% tôi nhìn được đó, chứ không phải là quý vị nói tôi sao dị kỷ ngay một người. Tại tôi biết cái người này nè phá từ trường của người ta, nên tôi mới không cho họ vô nội bộ đó. Nhưng mà cho họ tu cố gắng đi. Tôi dạy, tôi khuyên vị cung kính đi. Người ta nói cái gì mà chúng ngay mình cung kính, mình sửa lỗi đi, mình hạ mình đi là phước duyên mình tăng à. Cái tự tánh phước duyên của mình nó đầy đủ dữ lắm, mình chỉ cần hạ mình là nó tăng lên à. Còn mình mà nghe gì rồi mình buồn, mình buồn là mình tiêu luôn. Người ta từ bi quá, người ta không vừa lòng mình mà ta vẫn để cho mình sống, đó là quá từ bi rồi. Mà ta còn dạy mình vậy nữa. Còn nếu để cho mình vô nội bộ, có nhiều cô nó đâu có khôn bằng Nhẫn Đức được. Nó nghĩ là nó từ bi tầm bậy, nó giúp người ta mà là nó hại người ta, mà giúp cái gì? Người trên người ta giúp là người ta giúp chứ không phải hại. Còn mình không hiểu, mình giúp mà mình hại. Trời ơi. Nên á, Trung Phong Thiền Sư ngày nói một câu: chửi người, đánh người mà vì người là thiện, khen người, giúp người, cung kính người mà vì mình là ác. Mình vì mình hay là vì người mới quan trọng. Mà vì người mà mình phải thông minh kìa, mới vì người được. Trời trời, quý vị nói cái câu gì, vì cũng nói vì người, tôi vì người. Quý vị không có trí tuệ sao vì người? Vì không đủ trí tuệ lấy đâu vì người? Vì không nhìn ra được trước và sau, điểm giữa, điểm trước, điểm sau, sao quý vị vì người được? Muốn vì người được là phải nhìn được mình là điểm giữa, người ta là hai bên, mình phải nhìn trước, nhìn sau, đạt được thì mình mới vì người được. Không đơn giản đâu quý vị ơi. Nên có nhiều người tu hành mình tức, tôi vì người ta không à, mà tại sao số phận tôi như vậy, cuộc đời tôi như vậy, như vậy. Mình vì người gì, mình hại người thì có. Mình làm gì người ta mà mình toàn là mình hại người ta không? Chứ mình đâu có giúp được người ta đâu mà vì người. Cái tâm mình cũng vì người nhưng mà mình hại người ta, mình không có đủ trí tuệ đó. Nên từ nơi đó nó đâu có duyên có phước đâu quý vị. Nên không có chuyện đơn giản đâu quý vị à. Nên ví dụ như trong chùa đi, có nhiều bà giàu đó gì để nuôi mấy bà cụ đi. Quý vị biết bà trong chùa Nhẫn Đức lo cho bà đi nghe, bà vừa xách giỏ đi nghe quý vị, bà chửi Nhẫn Đức một chập. Từ hồi đó tới giờ trong chùa là tính ra hơn chục bà, chửi te tu hết chứ. Rồi cuối cùng xách giỏ ra hồi đó trên Đà Lạt, bà già đó bà chửi thì ghê, bà ra cổng chùa bà chửi to luôn. Mà lúc mà mới vô sinh ở bà hiền, đừng có nói. Khi bà chửi đó quý vị, bà ra cổng chùa bà đứng, rồi bà lấy cái tay bà giả vô bấm bớm bà chửi mình vậy đó. Bà vừa ra tới ngoài đường xe tông bấm một phát, xong chở bà đi nhà thương. Cuối cùng gia đình bà chở vô chùa, bà lúc đó cái đầu bà lúc lắc rồi bà xin sám hối chú, cho tôi được vô phòng hộ niệm đi. Nhà Đức nó khỏi cần sám hối, nhưng bà cứ vô phòng hộ niệm đi, bà cứ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đi, chuyện kia không cần nghĩ tới nữa. Không? Nó nghĩa là mình từ bi đúng nơi đúng chỗ. Nó còn nếu như cái người này mà nó làm vậy rồi mà nó không có sửa được gì chứ, mà nó vô chùa lại, mình phải xử đứa này đến chi? Mình xử đứa này để cảnh tỉnh nhiều đứa khác. Cái làm việc cho công chúng nó không đơn giản đâu quý vị. Xử một người cũng là vì con người đó mà xử. Tại vì sao? Người ta nhìn được cái duyên người này luôn. Xử người này ta nhìn được duyên người này luôn. Duyên người này ở tới đây sẽ nghỉ nè, từ đây tới đây sẽ đi nè. Nên người ta chặn đứng người này là người ta xử người này, để giúp cho những người khác cố gắng, để duyên người này dày đi, một ngày nào đủ duyên quay lại thì mới cho người này ở. Đó. Nên cái đối nhân xử thế cực kỳ quan trọng luôn. Con người sống trong cuộc đời mà quý vị không biết đối nhân xử thế thì chịu thua 100% quý vị luôn. Quý vị đố mà sống nổi đó. Đừng nói, mình học đạo mình phải có khả năng đối nhân xử thế quý vị ơi. Không hiểu thì hỏi đi. Cái quan trọng đi đâu chào một tiếng đại đi quý vị. Còn mình đi vô chỗ làm mình không hiểu mình hỏi đại một tiếng đi. Mình hỏi người ta không có chê trách mình đâu, mình hỏi đi rồi mình cố gắng. Chứ đừng có hỏi hoài mà không cố gắng. Có những người mà cứ hỏi hoài mà không chịu cố gắng, vậy thì quý vị làm ta phiền não thì mới làm cái gì. Mình hỏi mình phải có trọng lượng. Mình hỏi một cái mình suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi mình cố gắng mình phát huy. Mỗi lần mình hỏi là mỗi lần mình phát huy. Vậy thì lời hỏi mình mới gọi là cung kính.
Rồi mình hỏi xong mình bỏ phế, mình không cần làm. Rồi mình hỏi. Đây gọi là mình làm phiền, chứ không phải là cung kính. Người ta vẫn nhìn ra được mình, người ta vẫn đưa mình vào cái đường hẻm. Chứ ai mà trọng mình đâu. Nó nên hỏi cái gì chắc cái nấy, hỏi cái gì người ta dạy rồi lắng nghe. Nên Phật tử cũng vậy, mình đi đến chùa, mình hỏi ông thầy không trả lời, mình phải hỏi, mình suy nghĩ kỹ là mình hỏi thầy, mình có lắng nghe thầy không? Mình có cung kính thầy không? Mình có chân thật hỏi không? Còn nếu không có những cái điểm này thì đừng có hỏi. Hỏi mà người ta trả lời không tin, vậy hỏi làm chi? Nó mình suy nghĩ kỹ là mình hỏi mình có tin không? Tin hả hỏi, không tin thì đừng có hỏi. Nó giống nãy như Đức gặp một cái cô có nói: dạ thưa thầy, con ở nhà sáng tụng Pháp Hoa, trưa tụng Địa Tạng, chiều tụng Du Lan, tối tụng thêm loại kinh gì nữa. Dạ thưa thầy, một ngày con tụng 4 loại kinh như vậy thì con có dễ giảng sanh không? Những Đức nói: bà dễ lắm, bà giảng sanh Singapore. Bà lên Singapore cũng may mắn lắm rồi, cho bà biết. Trời ơi trời, một con người, quý vị, những Đức hỏi quý vị nè, đơn giản nhất thôi. Quý vị đang cấy lúa, quý vị đang cấy lúa, quý vị chạy đi mằng cỏ có nên không? Nó chỉ hai đường thôi là còn không được rồi đó. Cấy lúa thì lo cấy lúa thôi, còn người mằng cỏ thì cái chuyện đó người ta mằng cỏ. Bây giờ như Đức hỏi quý vị đang đi đường này, bị nhảy qua ba đường kia bị đi, thì quý vị có đi đến chỗ mau hơn hay là đi một đường không? Chúng ta hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ, chọn ra một con đường, rồi con đường đó mình cứ cố gắng mà mình đi thì mình sẽ đi đến mục tiêu mà mình cần đến mau hơn. Giờ mình muốn về thế giới cực lạc, mà bổn nguyện Di Đà là niệm Phật cầu sanh cực lạc, và cuối cuộc đời là hộ niệm, là niệm A Di Đà Phật. Nguyên lý này đơn giản thôi, chứ cần nghe gì thôi là mình lo mình niệm Phật rồi. Tại vì sao? Vì Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà hai vị giám khảo, mà mình là thí sinh, mình lỡ mình nộp đề thi, mà bây giờ giám khảo đưa ra đề thi mà còn cho luôn đáp án rồi, có cái bàn giám khảo nào mà chơi đẹp đến mức gì không? Trời ơi, ban giám khảo ở thế gian mà cho quý vị đề thi á, quý vị phải đóng tiền đó, lũ phí. Còn cái này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà cho lờ đề thi mà cho đáp án phi luôn. Hiểu không? Bây giờ Phật A Di Đà với Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi vậy đó, mình là thí sinh, mình lỡ mình nói: xin chào hai vị giám khảo, tôi là thí sinh từ Singapore về đây, tôi muốn thi hôm nay, xin các ngài cho tôi đề thi. À được, muốn thi, thi gì đâu, vô trường nào? Nói: dạ tôi muốn thi vào trường Đại học A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc. À vậy là muốn thi vào cái trường A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc đúng không? À vậy thì được rồi, thí sinh rất thông minh, đã biết chọn lựa một nơi rất tốt đẹp để đến đó làm việc rất tốt. Nơi đó là nơi mà ông chủ ổng rất là rộng rãi, làm việc ở nơi đó rất là tuyệt vời, và từ là lương bổng trợ cấp vô cùng tuyệt vời, không có một cái nơi nào bằng nơi đó hết. Nghe thấy mê rồi đúng không? Thì mình hỏi vậy rồi bắt đầu là hai ngày nói vậy, hai giám khảo nói nè: đơn giản, rất là dễ, thí sinh muốn đấu được để đi về Cực Lạc Tây Phương thì cái chuyện vô cùng là đơn giản, mà phải tin tưởng tôi nói, tôi dạy phải nghe. Đó là cứ ghi danh hiệu A Di Đà Phật vào cái đề thi, đáp án là A Di Đà Phật, thí sinh sẽ đậu để được về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Rồi, mình nghe vậy mình tin rồi. À vậy thì được rồi. Vậy thì mỗi ngày tôi ghi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi tôi nộp đề thi thì cái đề thi của tôi xong rồi, đáp án là A Di Đà Phật, góp vô, để vô thì coi, à thí sinh đã đậu rồi, rẻ, về Cực Lạc đi con. À, thấy chưa? Đó, muốn về Cực Lạc niệm A Di Đà Phật. Bây giờ bà muốn về Cực Lạc mà bà chơi ngày 3 bộ kinh, 4 bộ kinh, ở cuối cùng cặn tư nghiệp người ta hộ niệm cho bà đâu có chịu niệm Phật. Vì bà mỗi ngày đâu có quân tập,
Giờ bà muốn về cực lạc bà phải quân tập. Ban giám khảo người ta nói là đề thi đáp án là A Di Đà Phật, mà mỗi ngày bà cứ niệm A Di Đà Phật đi, thì cái cuối đời bà niệm A Di Đà Phật thì người ta rước bà về cực lạc rồi. Trời ơi, vậy mà không hiểu. Thấy chưa? Nó no. Nên quý vị thấy không, từ cái chuyện lễ kính đó, mà nó quay lại niệm Phật cũng phải lễ kính. Người ta từ khi người ta gặp tịnh độ tới giờ người ta niệm mười mấy năm nay có thay đổi đâu. Không cần thay đổi mà vui. Hả? Vui vẻ. Chùa đông y y nhưng mà còn ngồi chơi chung với nhau. Nho nhãn đồ cũng ngon lành. Rồi thêm một cái chai sữa Nuchi. Thấy chưa? Em thấy chút gì cho nó không đơn giản. Ở nhà mình một khi còn ít có bao giờ được có thời gian để gia đình được ngồi bên nhau mà tâm sự. Còn đây người ta đông người vậy không biết làm ăn cái gì mà ngày nào cũng được tâm sự bên nhau. Không có thấy cái gia đình nào mà được như cái gia đình chùa mình. Cái gia đình mà thành viên ở trong nhà toàn bộ là ở nhà hết, không được đi đâu. Đây là cái đại gia đình thù thắng đó thiệt. Chưa từng thấy. Cái đất nước này chưa từng thấy có gia đình nào được như gia đình này. Hiểu chưa? Cái gia đình người ta có hai ba thành viên mà sáng là tranh thủ đi kiếm thóc, kiếm gạo đem về nhà. Có ba thành viên mà kiếm muốn chết, tới Tết không có tiền ăn Tết. Còn đây thành viên người ta toàn là ở trong nhà, một khu khép kín. Mọi người ở trong đây đều được sự bao bọc bảo vệ. Thấy chưa? Ở đâu mà được gì không? Không xài điện thoại, không giữ tiền, không về nhà, không có ăn khuya thờ lu bu lộn xộn. Hiểu không? Cái này là quá tuyệt vời rồi còn gì. Nhờ niệm Phật mà vui vẻ, bị quay phim bị coi phải không? Người trong chùa mình ai cũng đẹp, sáng sủa. Và cô Chính từ khi niệm Phật tới giờ là cô Chính trẻ hơn năm xưa. Từ khi cô Chính niệm Phật tới giờ là trẻ hơn năm xưa, vị ơi. Hồi xưa mà nhà Đức mới vô đây nhìn cô Chính còn già hơn bây giờ nữa. Hòa Thượng mà bây giờ còn đẹp hơn cấp nhà Đức mới vô. Cái lần lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm mà Hòa Thượng mình mà quỳ nguyện hương mà cùng với Đại Đức Thích Nhất Nhàn. Ôi lúc đó mà Hòa Thượng mình ấm nhớm nhách này, nhìn già lắm. Bây giờ Hòa Thượng mình còn đẹp hơn đó đó quý vị ơi. Quá đặc biệt. Mấy thấy chưa? Nên từ đó pháp môn tịnh độ là pháp môn quan hỷ. Nói vị nghe không, từ lễ phép nha, chào hỏi đồ ha, đây là quan trọng để dạy cho con cháu mình nghe vị. Con cháu từ nhỏ cứ dạy cái chào hỏi đi. Gặp người cứ chào hỏi đi. Người ta đi xe ngang đường cái nghe gặp, chào bác. Vậy mà người ta thương đó. Đi học xách xe ra đường cái gặp người ta chạy xe ngang, dạ chào bà ba con đi học. Vậy đó mà người ta thương nó nghe, không có giỡn đâu. Nó còn có gì ăn á nghe, ổ bánh mì, gặp người ta, dạ con chia cho bà ba ăn miếng nghe, con bẻ bằng nửa, con bằng nửa, bà ba bằng nửa nghe. Hiểu chưa? Cái tâm đứa bé đó là sau này đứa bé thành đạt đó quý vị. Còn đứa bé nó có ăn mà nó giấu. Nó giấu quý vị ơi, đứa bé này là đứa bé không bao giờ thành đạt. Còn khi nó gặp người ta đi học về, nó gặp ba nó nói chuyện với người ta, với khách khứa, nó đi vô cái rẹt vô trong, nó để giỏ xuống, nó đi ra ngoài, nó bấm điện thoại không hỏi ai một tiếng. Đứa bé này là đứa bé không bao giờ thành đạt. Sao thành đạt? Có duyên có phước đâu mà thành đạt. Hiểu không? Không bao giờ thành đạt đâu. Con đi vô chùa mặt nghinh kênh đi, nọ vô chùa người ta còn thấy ghét rồi. Chứ đừng có nói chi mà ngoài đời người ta quýnh cho một phù mỏ, đừng nói chuyện dân chơi. Mình nói thiệt chứ, mình người ta đi vô chùa kìa, mà có nhiều thanh niên đồ được vô chùa mặt đi kênh đi gặp quý thầy rồi. Thấy vô duyên chứ. Đó là biết là không được dạy rồi. Chứ đúng ra mình đi vô chùa mình gặp quý thầy, thầy nào cũng vậy chứ. Mình gặp người trong chùa, mình gặp ai mình cũng chắp tay A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ vậy đi. Ai cũng thương quý vị chứ á. Duyên quý vị tự mà sanh ra, tự quý vị tạo á. Gặp người A Di Đà Phật. A Di Đà Phật vậy thử coi. Trời ơi, cái cô nào vô chùa tu mà khôn khôn thế coi. Gặp người chào hỏi, gặp người trong chùa vui vẻ hoan hỷ đi. Duyên quý vị dày, cực kỳ dày khi vô chùa luôn.
À, những đức nói nghe, cái duyên quý vị đi vô chùa mà dày rồi đó nghe quý vị, những đức khỏi cần sắp chỗ cho quý vị, tự ban tổ chức nó đi kiếm cái chỗ được được nó sắp cho quý vị. Duyên bị dày, quý vị mà không có duyên gì nó mà ghét rồi à, nó thiệt chứ. Cái câu này phải nắm thôi, thương người thương cả lối đi mà ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Bây giờ mình ở trong chùa mà người ta đã không thích mình rồi thì dòng họ mình vô thì người ta cũng tránh luôn. Còn mình ở trong chùa mà được nhiều người thích, dòng họ mình vô nói ai với Đà Phật, chào cô à, cô à, mới đến đây tu hả? Dạ con quê ở Cà Mau, có bà con tu ở đây. À bà con cô là ai? Dạ cô Mén. À Mén hả? À Mén ở đây được nhiều người thích lắm. À cô là bà con Mén thì sao? Dạ tôi là mẹ của Mén. À mẹ của Mén thôi. Cô Mén ở đây cô tước lắm, cô được lắm, ai cũng quý thương cô hết trơn. Mẹ của Mén phải không? Được rồi, sắp cái chỗ được được cho ngủ. Hả? Không, lễ lọc không có chỗ nằm đâu. Còn chỗ này là được lắm rồi đó cô. Ở đâu? Kho gạo. Vô mắt luôn. Nằm ngay kho gạo. Kho gạo là quá ưu ái. Vì sao? Nằm ngay kho gạo là chắc chắn không thiếu gạo. Thấy không? Ai mà thiếu gạo ăn ở nhà, cứ vô kho gạo mình đứng chơi đi, là không bao giờ thiếu gạo. Vì cái kho gạo mình là cái kho gạo vô lượng đó. Thấy chưa? Có câu kia cô hỏi là dạ thưa thầy, vì sao con thường thấy thầy vào kho gạo và thầy ngồi ghế chỗ đó thường xuyên như thế? Những đức nói tôi phước duyên ít lắm nên phải nằm gần gạo. Vì tôi nuôi chúng, tôi cần gạo cho chúng ăn nên tôi phải nằm ngay kho gạo. Tôi phải niệm Phật chỗ đó, không? Để duyên phước tôi tăng lên vì tôi gần kho gạo. Thấy chưa? Vậy vị nè, bây giờ vị nè, nhà bị thiếu gạo ăn đúng không? Gạo đồ cứ quanh năm làm ăn hoài mà gạo lúa thiếu, lương thực thiếu nhà đúng không? Lỡ ngay kho gạo, đi lại đây tu, lỡ ngay kho gạo đứng chắp tay niệm mười câu Phật hiệu. Tỳ hỷ kho gạo của chùa. Tỳ hỷ kho gạo của chùa, niệm Phật mười câu, tỳ hỷ kho gạo của chùa. Mong nhà chùa gạo lúc nào cũng đầy đủ để nuôi 2000 người. Nói một câu vậy thôi. Duyên phước vậy liền gì đâu? Thấy người ta có gạo nhiều mà tùy hỷ thì tức khắc phước báo mình tăng. Cái tâm đó phước duyên lớn. Thấy không? Đây cái buổi nói chuyện ti á, nhân sinh nhưng mà nó rất quan trọng quý vị. Chào hỏi quan trọng nghe. Nhớ nghe. Đó. Nên là phước duyên đã lớn thì quyết chí niệm Phật gì cực lạc quý vị ư? Lễ lọc tới rồi ai cũng dùng bốn chữ để trong tâm mình: từ bi hỷ xả nghe vị ư? À rồi chúng ta quyết chí đời này hẹn gặp với cực lạc vị ư? Rồi giờ chúng ta hồi hướng quý vị ư? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.